Nhanh, có người yêu này, người yêu đẹp trai này, ai mà yêu rồi thì nhanh đi lấy hôn đăng ký này, hôn nhân này, ai mà vừa cưới thì nhanh, thế nào nhỉ, mang bầu nhá. À, ai mà có con rồi thì chồng yêu cầu phải đẻ tiếp đi nữa. Cô giáo cầm một quan đây, tôi sẽ. Rồi. Nào, các bạn giơ đồng tôi với. Hoa này là nhiều hoa nhất. Ồ, sếp.